Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Iseki Bình Phước. Hôm nay mình mới sưu tầm được video trên Facebook về con rôn đen này chở bao bì cao su mà xình đầy cho các bác xem. Má néo lệ máy luôn mày. Lan. Không nha anh em. Màn hình cao của cực kỳ vậy. Quá cầm máy đỉnh nha anh em. Cọp này xài 4 cầu lên em, 3 cầu là bình thường rồi. Lên tới Tibet luôn rồi. Tới Tibet luôn á. Tới Tibet rồi. Đụng Tibet rồi. Đụng Tibet rồi. Tibet. Tibet cả đất rồi. Má ăn no nhai Tibet nữa nè. Bạn Đạt đi đô vui lắm bạn Đạt ơi. Mấy anh Sáu lên cứu 2850 nè. Lên đây, lên đây. Bạn anh Sáu lên đây. Vui mình ơi. Mấy anh này phải kè. Tài nó đưa cái tài mình kéo qua xéo quá. Mình đâu có tài nó lên thẳng được. Nó nãy tài tôi đưa đường này lên đi không chịu. Tài thẳng lên đây cứ chẻo qua đây đi lên đi không chịu. Đi đâm qua đó chi. Ui kéo ơi. Kéo. Kéo ơi. Kéo. Sắp về rồi mình ơi. Qua đường này nè. Hai tám năm không có dám móc đâu. Xe anh kê góc mà. Sao mà dễ gì mà đứt được. Xe chưa cầm lại cầm đồ. Nãy đến nãy tí nữa mà tời lên như sợ rớt mẹ cái đầu ra. Hehehehe
cộp cộp nè, này thì cộp lên. Má sẽ cứu kìa, nghe tiếng máy cài luôn. Bánh sẽ cứu quay máy cài để quay luôn kìa. Đạp ga lên, đạp ga lên. Man, man. Chạy qua đây đi lên nè. Chạy qua đây lên nè. Nghĩ bật đất và gào lên, lên kiểu gì? Cọp xanh yếu quá em ơi. Chạy qua đây đi nè. Nhà không gì ngoài điều kiện hết mà. Lấy xe cuốc đi bao cổ, đi bao bì là biết rồi. Lên được mắt. Mạng ơi, Saki là chát rồi. Đi ăn ti lên mà. Đồn đe mà. Đang bên cây gòn em ơi. Ôm cô hả? Cô đây nè. Chú tiêu đi, mời lên lội dốc luôn. Lên được luôn à? Thứ dữ. Ủa cầu trước lên được, cầu sau lên được cái bụng bè. Lên. Kéo siêu nhân xanh nó đéo chịu mà cài cầu trước đi đứt cũng xích sau rồi. Má xe không biết khói luôn. Điện cơm đây. Cho nó ở đây đừng cho về, bóc chạy thôi, đừng cho mình đi ăn cơm đi. Xong tí qua bóc củi cho mình đi về. Đạp ga lên.
thấy máy luôn á. Xé đất ra luôn à, thấy ghê. À, đạp xé đất ra luôn à. Rồi, hết lên rồi. Ừ, lên luôn. Nhăn mặt. Mặt nhăn như đít khỉ. Mở mé mở rồi. Không liệt máy là gì luôn. Nay là phải thế. Má này không biết liệt máy luôn à. Nay nhưng mà phải có cầu sâu nữa mới được. Hết phim rồi nha anh em. Quá trời quá đất. Family KS. Feed family.